Xin chào các anh chị và các bạn, quay trở lại với Mini Me Planet Cuộc Sống USA ở Houston, Texas. Hôm nay Kimberly sẽ vào bếp và mời anh chị và các bạn cùng vào bếp với Kimberly. Mình sẽ làm cái cơm rượu ha. Cơm rượu này là cơm rượu miền Nam. Thì nếu mà anh chị và các bạn nào yêu thích cái món cơm rượu miền Nam này thì hãy cùng Kimberly theo dõi hết cái video này. Kimberly sẽ chia sẻ tới anh chị và các bạn cái cách mà Kimberly làm thế nào để cho cái viên cơm rượu của mình nó được phao và nó được không có bị sượng ha. Kimberly mời anh chị và các bạn theo dõi hết cái video ha. Trước tiên Kimberly sẽ vo cái gạo nếp này. Gạo nếp này ở đây là Kimberly dùng cho một ký nha các bạn nha. Kimberly sẽ vo nó và mình sẽ ngâm nếp qua đêm, rồi qua ngày hôm sau mình sẽ sôi nó, rồi xong rồi mình sẽ làm cơm rượu nhé. Rồi bây giờ Kimberly sẽ vo cho nó thật là phẳng, sau đó Kimberly sẽ ngâm. Ở đây nè, Kimberly đã ngâm nếp sau một đêm. Giờ thì Kimberly sẽ đem đổ cái nếp này ra ha. Mình sẽ đi bỏ cái nếp này lên cái nồi để mình sôi nha các bạn nha. Trên bếp giờ thì cái nồi nước của Kimberly nó đã sôi rồi ha các bạn ha. Thì bây giờ Kimberly sẽ cho một cái nếp của mình lên để Kimberly nấu sôi để mình làm cái cơm rượu của mình nha. Thì ở chính giữa của cái nồi để mình sôi đó, Kimberly sẽ để cho một cái lỗ trống như thế này để cái hơi nước nó lên và cái sôi của mình nó chín, nó không có bị nhão đó. Thì bây giờ Kimberly sẽ sôi trong vòng 10-15 phút. Sau đó mình sẽ lấy xuống và mình rửa nó lại. Xong rồi mình sẽ sôi một lần thứ hai nha các bạn nha. Trong lúc mà Kimberly đợi cho cái xôi của mình nó chín á, thì ở đây là Kimberly sẽ đi nghiền nát những cái men ngọt để làm cơm rượu nha các bạn nha. Thì cái men ngọt này ở đây á, là cho một ký nếp đó, là Kimberly dùng là khoảng chừng 5 viên. Thì để Kimberly bỏ lên cái cân, Kimberly cân cho anh chị và các bạn xem coi cái 5 viên cái men ngọt này là nó bao nhiêu gram ha các bạn ha. Rồi để Kimberly cân thử cho các bạn xem. Thì cái viên men ngọt á các bạn nó như thế này nè, nó nhỏ nhỏ như thế này thôi đó. Thì Kimberly sẽ dùng 5 viên ha. Rồi 5 viên men ngọt của mình đó là nó cỡ 4 gram nha các bạn. Vậy là mình sẽ dùng 4 gram cái men ngọt này cho 1 ký nếp ha. Giờ thì Kimberly sẽ nghiền nát nó ra nha các bạn. Kimberly sẽ dùng một cái chài, chài đâm tiêu á. Kimberly sẽ nghiền nó ra cho nó thật là nát. Để một tí xíu nữa khi mà cái xôi của mình nó còn nó nguội rồi đó, thì mình sẽ rưới cái men này lên. Các bạn nhớ là mình phải tán nó ra cho nó thiệt là nhuyễn nha các bạn. Để cho một tí xíu nữa nó đều trong cái nếp á, thì cái cơm rượu của mình nó mới ngon. Cái công thức làm cái cơm rượu này đó là từ cái người cô của Kimberly đó. Cho nên đó hả Kimberly, mấy lần cô của Kimberly làm cho ăn không à. Nhưng mà lần này Kimberly nói để Kimberly học từ cô á, xong rồi Kimberly sẽ làm và chia sẻ tới anh chị và các bạn để mình cùng vào bếp mình làm cái món cơm rượu ngon, thiệt là ngon ở gia đình mình, cho người thân của mình, người yêu của mình được thưởng thức cái món cơm rượu này nha. Thì cái công thức này là nó rất là ngon, cái viên cơm rượu á các bạn, nó không có bị cứng mà ăn bỏ vào miệng nó phao trong miệng nó ngon lắm, và nó có nhiều cái nước cơm rượu nữa. Đó, thì bây giờ Kimberly đã nghiền nó, nó nát như thế này nè các bạn. Rồi bây giờ Kimberly sẽ đợi cái xôi của mình chín đó, rồi sau đó mình sẽ cho vào trong cái phần nếp rồi mình vắt nó thành những cái viên cơm rượu nha. Cái men cơm rượu này á, các bạn mua ở chợ, mấy cái chợ Việt Nam, chợ Á Châu á, thì Kimberly nghĩ là chợ nào cũng có bán hết.
Đặc biệt cái men này là cái men ngọt để làm cơm rượu, cho nên khi mà chỉ có nếp với cái men này thôi mà cái viên cơm rượu nó ra nó ngọt, thật là ngọt, giống như là mình bỏ đường cho nó các bạn. Khi mà cái men cơm rượu này đó các bạn mua về mà một hũ như vậy người ta bán nè, nếu mà mình xài không hết đó, thì các bạn bảo quản vào ở cái ngăn mát của tủ lạnh đó, thì mình có thể bảo quản tới 1 năm cho tới 1 năm rưỡi luôn á, cái men của mình nó không có bị hư á các bạn. Rồi khi nào mình muốn làm cơm rượu cho gia đình của mình á thì mình cứ lấy ra chừng 5 viên, vậy là mình làm thì cái liều lượng nó là 1 kg nếp và 5 cái viên men là khoảng 4 gram á các bạn. Giờ thì Kimberly đã xoay được 15 phút, Kimberly sẽ lấy cái xoay của mình ra và Kimberly sẽ đem đi rửa thật là sạch với nước lạnh nha, để Kimberly để nó ráo thật là ráo. Sau đó mình sẽ xoay lần thứ hai nha các bạn nha. Thì cái cách xoay như thế này thì cái viên cơm rượu của mình rất là ngon. Bây giờ Kimberly sẽ xới nó đều lên và lúc này thì xoay của mình chưa có chín đó các bạn, nên Kimberly sẽ đem nó ra và rửa nó cho thật sạch hết những cái nhờn của cái xôi đó. Rồi sau đó Kimberly sẽ để nó ráo thật là ráo rồi mình sẽ xôi lại. Kimberly sẽ rửa thật là nhiều nước nha các bạn, cho đến khi nào mình cầm vào cái hộp nếp đó mình không thấy còn cái nhớt nữa thì Kimberly sẽ lấy ra và để ráo nó. Nè các bạn thấy không, khi mà Kimberly hấp nếp cái kiểu này đó thì cái hộp nếp của mình nó vẫn còn y nguyên, nó không có bị bể hay nát cái hộp nếp gì hết. Tại vì là cái nếp khi mình hấp mới có 15 phút đó, là nó chưa có chín đó các bạn. Rồi mình đem mình rửa thì cái hộp nếp nó không có bị nát, nó vẫn còn nguyên hạt. Khi mà rửa nếp ở cái bước này nha các bạn, nên lưu ý là mình phải rửa cho nó thật là sạch cái hạt nếp nha. Khi mà mình rờ vào mình không còn cảm giác mà nó nhớt nhớt của cái hạt gạo đó là mình nó mới được nha các bạn nha. Tại vì khi mà mình rửa nó sạch á thì cái viên cơm rượu á nó không có bị nát. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái nước của cơm rượu á nó rất là trong, nó không có bị đục nha các bạn. Nên khi mà các bạn rửa nếp á thì các bạn nhớ là phải cho nó thật là sạch, xả lại nhiều nước nha. Giờ thì cái xôi của mình nó đã nguội, nó đã ráo nước rồi nè các bạn. Kimberly sẽ xới nó lên, sau đó mình sẽ cho vào cái chỏ mình xôi lại một lần thứ hai ha. Lần thứ hai này mình cũng sẽ xôi từ 10 đến 15 phút cho đến khi cái xôi của mình nó chín ha. Bạn nhớ là mỗi lần mình xôi như vậy đó thì các bạn nhớ là tạo một cái lỗ hở ở chính giữa cái đáy nồi để cho nó bốc cái hơi lên nha các bạn nha. Và đồng thời nó cũng không có làm ở phía lớp dưới cái gạo của mình, cái xôi của mình, cái nếp nó bị nhão á. Rồi giờ thì Kimberly sẽ tiếp tục xôi 15 phút nữa nha các bạn nha. Trong lúc mình chờ xôi chín thì Kimberly sẽ chuẩn bị một cái mâm. Thì ở đây Kimberly có cái mâm nhỏ cho nên Kimberly sẽ làm hai cái. Thì mình sẽ chia cái phần nếp ra làm hai bên, tại mình Kimberly cán cho nó mỏng ra đó các bạn. Mình cứ gàn đều nó ra. Nếu mà các bạn có cái nia hay cái gì bự đó thì các bạn dùng một cái thôi, nhưng mà Kimberly không có nên mình dùng hai cái để Kimberly chia nó ra làm hai. Ở dưới cái mâm đó thì các bạn nhớ lót một cái lớp bịch ni lông như thế này nè, để khi mình bỏ cái nếp vào á nó không bị dính, và khi mình gặp đôi lại á nó cũng dễ dàng cho mình ha.
Giờ thì 15 phút đã tới rồi, thì Kimberly sẽ mở ra cái nồi xôi của mình và Kimberly sẽ đem nó ra đổ vào cái ni lúc nãy mình chuẩn bị đó. Rồi Kimberly sẽ cán đều nó ra, dàn đều nó ra nha các bạn nha. Nếp xôi rất là ngon luôn á các bạn. Rồi Kimberly sẽ dàn đều, chia nó ra thành hai cái mâm, cái lớp mỏng mỏng thôi các bạn, dàn đều. Thì sau đó mình sẽ đợi cho cái xôi của mình nó còn ấm ấm á các bạn. Mình sẽ rắc cái men vào, không được nóng mà cũng không được nguội quá nha các bạn nha. Khi mà cái men nó còn ở cái nếp của mình mà nó ấm ấm á, thì các bạn sẽ cho cái phần men vào. Nếu mà cái nếp nó nóng quá đó thì cái men nó sẽ bị chết và nó sẽ không có làm nên cái cơm rượu ngon được. Còn nếu mà nguội quá thì nó sẽ không, nó cũng không có kích hoạt cái men nở tốt. Cho nên các bạn nhớ là khi mà cái mình rờ vào cái tay mình thấy còn hơi ấm ấm vậy là được rồi. Rồi các bạn chia ra, cứ dàn đều cho nó ra cái lớp mỏng mỏng như thế này nè các bạn. Trong lúc đợi cho cái nếp của mình nó nguội tí xíu đó, Kimberly sẽ đi pha cái nước muối nha. Nước muối ở đây là Kimberly dùng một muỗng canh muối á các bạn. Kimberly sẽ cho một muỗng canh muối vào đây. Sau đó Kimberly sẽ cho vào microwave chừng 30 giây á. Kimberly rang cái muối cho nó nóng lên. Và tiếp theo đó Kimberly sẽ cho vào đây là một cốc nước. Thì giống như Kimberly lấy cái liều lượng này nè, một chén ăn cơm này nè các bạn, thì mình cho vào một muỗng canh muối. Bạn xé cái lá chuối á, cái bề ngang nó cỡ hơn 1 inch như thế này nè, để mình quấn cái cơm rượu nha các bạn nha. Thì cái lá chuối này các bạn lau cho cái lá mình nó thật là sạch và để cho cái lá nó khô như thế này ha. Để một chút xíu mình sẽ quấn vào cơm rượu. Giờ thì cái xôi nó đã còn ấm ấm rồi nè các bạn, đã được rồi đó. Thì bây giờ Kimberly sẽ cho cái hết cái phần men vào. Kimberly chia ra ha. Kimberly sẽ cho nó vào trong một cái rây á. Kimberly rắc nó hơi đều hết luôn trên cái mặt của cái nếp như thế này nè. Kimberly sẽ rắc đều hết và cái sửng bên kia Kimberly cũng sẽ rắc nó đều lên. Các bạn nhớ là rắc cho cái men nó đều, thật là đều nha các bạn nha. Sau đó thì Kimberly sẽ gặp đôi nó lại như thế này nè các bạn, giống như là mình đổ bánh xèo xong rồi mình gặp đôi lại vậy đó. Đó, Kimberly sẽ gặp đôi nó như thế này, xong mình sẽ ém, mình sẽ ép nó cho nó thật là chặt nha các bạn. Ép cho nó thật là chặt lại, rồi sau đó mình sẽ vò thành cái viên để mình quấn vào trong lá chuối. Thì các bạn phải ép cho nó chặt như vậy thì cái viên cơm rượu của mình nó mới chặt, nó mới ngon. Giờ thì Kimberly sẽ vo lại thành từng viên nha các bạn nha. Mình sẽ thấm cái tay của mình cho ướt nước muối á. Sau đó rồi Kimberly lấy chừng một miếng cái viên, lấy nếu mà các bạn muốn cái viên cơm rượu nhỏ đó thì các bạn lấy chừng một tí xíu xôi thôi. Các bạn nắm, các bạn dắt cho thật là chặt. Các bạn cứ lấy nhiều nước muối đi, không có sao hết. Tại vì cái nước muối nhiều thì khi mà cái cơm rượu của mình nó ra đó, nước cơm rượu nó rất là đậm đà đó các bạn. Cho nên các bạn đừng có sợ mặn với cái liều lượng là một cái chén nước và một cái muỗng canh muối á, thì nó rất là vừa. Cho nên các bạn cứ thấm ướt cái tay bằng nước muối, sau đó mình sẽ vắt từng cái viên cơm rượu và cái lá chuối các bạn cuốn như thế này. Nếu như mà cái lá chuối nó dài đó thì mình cứ như thế mình cuốn được nhiều viên. Còn nếu mà lá chuối ngắn đó, thì mình làm chừng một viên thôi. Và cứ như thế thì Kimberly sẽ làm hết cái phần xôi ha. Kimberly sẽ ủ cơm rượu trong cái nồi hấp xôi như thế này. Các bạn chốc cái cơm rượu nó nằm theo cái kiểu đứng đó, để khi mà có cái nước cơm rượu nó sẽ nhiễu xuống ở bên dưới cái son, còn cái ở bên trên đó
là mình giữ cái cơm viên cơm ruột nó chắc á các bạn. Thì các bạn ủ như thế này, sau đó Kimberly sẽ bỏ vào ở mặt trên một cái lớp lá chuối, và Kimberly sẽ đậy kín lại. Kimberly lấy một cái bọc ni lông lớn, Kimberly cột chặt lại để nó giữ cái hơi ấm ở trong đây cho cái mang của mình nó kích hoạt tốt á. Rồi sau đó Kimberly đem bỏ ở vào trong cái lò nướng á. Thì trong lò nướng cái nhiệt độ nó ấm, Kimberly chỉ bỏ vào trong đó thôi, các bạn cũng đừng có mở đèn hay gì hết. Thì sau 3 đêm mình sẽ mở cơm rượu ra, mình ủ 3 đêm nha các bạn. Và đây là cơm rượu đã sau khi ủ 3 đêm đó các bạn. Giờ thì Kimberly sẽ mở ra để cho các bạn xem coi cơm rượu của mình nó như thế nào ha. Sau 3 đêm thì qua ngày hôm sau thì các bạn để khoảng chừng khoảng trưa 1-2 giờ đó, rồi các bạn hãy mở nha. Đừng có sau 3 đêm rồi mở liền, để cách 3 đêm xong rồi mình sẽ để trưa mình hãy mở. Và đây nè, để Kimberly mở ra cho các bạn xem coi cái cơm rượu của mình nó có ngon không ha. Đây các bạn ơi, các bạn thấy ở trên cái mặt nó giống như là nó những cái nhện, dán nhện, cái màng nhện mà nó nằm bên trên vậy nè. Như vậy là cái cơm rượu của mình nó ngon đó các bạn. Và ở dưới đây thì mình có được cái nước cơm rượu nè các bạn, được nước cơm rượu nhiều lắm luôn á. Rồi bây giờ thì Kimberly sẽ gỡ những cái cơm rượu ra ha. Và mình gỡ những cái lớp lá chuối nè, Kimberly sẽ cho vào trong một cái thau, sau đó mình sẽ đổ nước cơm rượu vào. Và đây là những cái viên cơm rượu mà sau khi Kimberly đã gỡ nó ra cái lớp lá chuối rồi, những cái viên cơm rượu trắng phao luôn á. Giờ thì Kimberly sẽ cho cái nước cơm rượu vào chung ha, để Kimberly sẽ lường coi mình được bao nhiêu cái nước cơm rượu nha. Thì cái nước cơm rượu này là chỉ từ cái men và cái nếp nó ra thôi đó các bạn. Để Kimberly sẽ lường coi mình được bao nhiêu cup ở đây. Ở đây là mình có một cup nè, 2 cup nè, gần 3 cup luôn á các bạn. Còn một tí xíu nữa là mình được 3 cup. Thì cái nước này là cái nước chính chính gốc của cái cơm rượu ra. Nó rất là ngọt luôn á các bạn, giống như là mình bỏ đường vào vậy đó. Nhưng mà nó là đặc biệt là nguyên chất là từ cơm rượu và men nó ra thành. Cho nên rất là ngon luôn á. Để bây giờ Kimberly sẽ múc ra cái chén nha. Và đây là cái chén cơm rượu của Kimberly đây các bạn. Kimberly xin mời anh chị và các bạn nha, để Kimberly sẽ ăn thử coi nó có ngon hay không ha. Và Kimberly ăn thử xong rồi sẽ nói cho anh chị và các bạn biết nha. Cái quan trọng của cái viên cơm rượu với khi mình sắn nó mềm và nó phao như thế này nè các bạn, như vậy là cơm rượu của mình ngon, nó không có bị cái hạt nếp á, ở chính giữa, nó ngọt vừa phải, rất là ngon luôn á các bạn. Anh chị và các bạn nào thích ăn cái món cơm rượu này thì Kimberly mời anh chị và các bạn cùng vào bếp với Kimberly nha. Mình sẽ làm cái cơm rượu thật là ngon cho gia đình của mình thưởng thức ha. Kimberly cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi hết cái video này. Nếu mà anh chị và các bạn nào mà yêu thích Kimberly cũng như thích những cái video mà về nấu ăn đó,
Kimberly chia sẻ thì xin hãy giúp Kimberly đăng ký kênh cũng như là bấm vào cái nút chuông ha, để anh chị và các bạn nhận được thông báo khi mà có những cái video mới mà Kimberly chia sẻ nha. Xin thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp anh chị và các bạn.